Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tóm sóng Hứa Khải hẹn hò vào khách sạn với một nữ diễn viên, khuyến mãi thêm tin tình cảm với Bạch Lộc. Hứa Khải đang là nhân vật gây xôn xao nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại vì loạt ảnh hẹn hò do paparazzi tung ra. Ngày hôm nay, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước nghi vấn hẹn hò của nam thần điển trai nhất nhì xứ Trung, Hứa Khải. Với một mỹ nhân xinh đẹp, cặp đôi bị bắt gặp công khai hẹn hò, rồi sau đó vào chung một khách sạn, tới tận sáng hôm sau mới rời đi. Theo đó, Hứa Khải đến ga tàu cao tốc đón một cô gái lạ. Khi gặp được nhau, cô gái ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Hứa Khải. Cả hai cũng liên tục có những hành động ngọt ngào và thân mật, mà chẳng ngần ngại ánh mắt của mọi người xung quanh. Đặc biệt, mỹ nam Diên Hy công lược còn dừng lại ven đường, cần chịu mua đồ ăn vặt cho bạn gái. Sau đó cả hai mới di chuyển tới một khách sạn và cùng qua đêm tại đây. Tới sáng hôm sau, cặp đôi mới lần lượt rời khỏi khách sạn này. Ngoài ra, blogger úp mở thêm rằng bạn gái của Hứa Khải cũng là diễn viên, tên gồm có hai chữ. Rất nhiều người ngay lập tức tìm ra danh tính của nữ chính trong tin đồn hẹn hò này, chính là Triệu Tình, nữ diễn viên trẻ mới ký hợp đồng với Vũ Chính. Cô gái này sinh năm 2000, hiện đang trực thuộc Hoa Ngu, công ty quản lý của Hứa Khải. Đáng chú ý, ngoài việc khui chuyện hẹn hò của Hứa Khải, blogger còn tiết lộ thêm về rằng nam diễn viên này từng hẹn hò với Bạch Lộc. Cặp đôi quyết định chia tay vì sự nghiệp của Bạch Lộc đang trên đà phát triển. Dù Hứa Khải từng nhiều lần muốn níu kéo nhưng vẫn không thành. Hứa Khải, Bạch Lộc là cặp đôi màn ảnh từng 3 lần nên duyên trong tác phẩm đình đám như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa. Cặp đôi này từng vướng tin đồn phim giả tình thật và không ít lần bị bắt gặp hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ lên tiếng về nghi vấn này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.